Hình như tôi chiều em quá, em xinh hơn rồi phải không? Đã thế... Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và lại là mình Nami đây. Và những ngày vừa qua thì thực sự là mưa gió bão bùng vây khắp mọi nơi trên cả mọi miền Tổ quốc phải không nào các bạn? Và mình thực sự cũng rất là mệt mỏi khi mà phát được một em màn hình vừa to vừa dài như thế này lên đây để review cho các bạn đấy. Và bây giờ để biết em nó to như thế nào, và dài như thế nào cũng như là phê ra sao thì hãy bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần highlight thế nào. Với anh em nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là chiếc màn hình đến từ nhà LG có tên là 34WK95CW. Thực sự là một cái tên rất dài phải không nào? Và mình cũng phải mất khá là nhiều thời gian để có thể nhớ được tên của em nó. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì với cái sự to rộng dài của em nó thì rất phù hợp với anh em nào đang làm trong công việc thiết kế đồ họa, edit phim. Đó vì đơn giản là khi mà anh em edit ấy thì cái timeline của nó rất là dài, nói chung là rất là sướng, kéo đi kéo qua kéo lại cực kỳ thích luôn. Chứ nó không kiểu bấn bí như ở những cái màn hình kích cỡ nhỏ trước đây mà anh em có thể đang dùng. Bên cạnh đó thì với em này thì chúng ta có thể ở nhà mà bật những cái bộ phim yêu thích lên, dựa vào ghế sofa và nằm thoải mái để xem. Thực sự là một cảm giác cũng cực kỳ phê luôn. Và đặc biệt là với anh em nào đang muốn sở hữu một chiếc màn hình rộng như thế này thì mình có một lưu ý đối với anh em. Đó chính là chúng ta nên có một cái bàn làm việc rộng rộng một chút. Bởi như các bạn có thể nhìn thấy ngay đây thì cái bàn này của mình cũng khá là dài rồi, nhưng mà khi mà đặt em màn hình này lên thì cũng đã chiếm gần như là toàn bộ không gian của bàn. Thế nên là anh em lưu ý ở cái điểm này nhé. Nào, bây giờ chúng ta hãy xem về thiết kế ngoại hình của 34WK95CW này nhé các bạn ơi. Chúng ta sẽ có một em màn hình cong rộng 34 inch, tỷ lệ của em nó là 219. Bốn cạnh của màn hình thì gần như là không có đường viền, và cũng vì điều này mà phần logo của LG thường ở mặt trước nay cũng đã được loại bỏ đi rồi. Phần dưới đây thì vẫn là joystick tinh chỉnh cài đặt màn hình quen thuộc của LG. Bản thân mình thì đã sử dụng qua nhiều joystick của nhiều hãng màn hình khác nhau, nhưng mà LG thì đã làm phần này rất tốt. Cảm giác bấm chắc chắn, phản hồi nhanh và hơn hết là vô cùng tiện lợi. Chân đế Arc Light dạng bán nguyệt thì vô cùng tinh tế và chắc chắn, tăng tính thẩm mỹ khi mà anh em để trên bàn làm việc. Và tất nhiên là ngoài đẹp ra thì em nó cũng rất dễ lắp đặt cũng như là tiện dụng nữa. Anh em thoải mái nâng lên, hạ xuống cũng như là xoay trái, phải cho phù hợp với tầm nhìn của mình. Và khác với những dòng giá rẻ chỉ có thiết kế để một chỗ và chiết đứng thì 34WK95CW này của chúng ta giúp anh em có thể thoải mái điều chỉnh để có một trải nghiệm sử dụng màn hình tốt nhất. Đối với bản thân mình thì mình mong muốn rằng là những cái màn hình ở tầm phân khúc giá rẻ của LG ấy thì có thể bổ sung được cái tính năng này vào để có thể nâng cao được cái trải nghiệm người dùng hơn. Còn nếu như không có thì chúng ta sẽ vẫn phải sử dụng thêm một cái tay đỡ của bên thứ ba để có thể tùy chỉnh theo cái ý muốn của mình khi mà chúng ta để trong góc làm việc của mình các bạn ạ. Và ở mặt sau thì chúng ta vẫn sẽ có logo LG quen thuộc ở trên này, cùng với đó là các cái cổng kết nối được đặt ngay ở lưng. Mình thì rất thích điều này vì thường các hãng màn hình khác thường để phần kết nối xuống phía dưới, nên là nhiều khi cái lúc cắm dây ấy rất là bất tiện luôn. Đây sẽ là hai cổng USB, một cổng DisplayPort, hai cổng HDMI, cổng cắm nguồn và cổng Type-C thì vô cùng tiện lợi, có thể sạc các thiết bị di động cũng như là laptop tới 60W, truyền dữ liệu cũng như là kết nối màn hình. Bản thân mình thì hay phải cần thêm một ổ cắm điện ở phía bên ngoài để có thể sạc được điện thoại cũng như là laptop, vì thế nên là đi dây khá bất tiện. Nhưng mà từ khi sử dụng em màn hình này thì mình chỉ việc cắm một đầu Type-C vào màn hình và sạc thoải mái các thiết bị mà không cần thêm cổng cắm hay là ổ điện ở bên ngoài nữa. Và tất cả thì đều đã được em màn hình này giải quyết để góc làm việc tiện lợi cũng như là tiện dụng thoải mái nhất các bạn ạ. Giờ thì chúng ta cùng điểm qua về thông số trong 34WK95CW nhé. Một em màn hình 34 inch như thế này thì có tỷ lệ 219, độ phân giải ở đây là QHD trên tấm nền Nano IPS, có độ sáng là 400 nit, DCI B3 thì theo như LG là đạt tới 98%, thời gian phản hồi là 5ms và không thể nào bỏ qua được tần số quét đạt 75Hz. Nếu anh em sử dụng em màn hình này với mục đích công việc cho những phần mềm tốn diện tích và không cần không gian như là Premiere thì đây là sự lựa chọn vô cùng hợp lý. 34 inch và tỷ lệ màn hình 219 sẽ thoải mái cho anh em thao tác các tab trong Premiere.
Thanh Tham Live xử lý video sẽ dài hơn so với màn hình 16:9, cũng như là các thao tác khi sử dụng như là cắt này, thêm hiệu ứng sẽ tiện lợi hơn cho anh em rất là nhiều. Và vừa rồi là tất cả về ngoại hình cũng như là thông số của em màn hình ngày hôm nay chúng ta đang review. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến phần quan trọng nhất khi mà test một chiếc màn hình, đó chính là về màu của em nó phải không nào. Và ở đây thì mình đang có một chiếc Spider X để có thể test về cái chất lượng của em nó ra làm sao. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi test ngay thôi nhé. À quên, trước khi đến với phần test thì chúng ta hãy... Hạn chế tối đa ra ngoài và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Nếu đặc biệt phải đi ra ngoài, hãy nhớ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tầm 2m. Hãy luôn nhớ rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc là xà phòng. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau dọn các bề mặt hay tiếp xúc. Thực hiện khai báo y tế đầy đủ tại tờ khai y tế.vn. Họ có thể tải ứng dụng nCoV trên Google Play hoặc App Store. Và đây như anh em có thể thấy kết quả test của chiếc LG 34WK95CW. Chúng ta sẽ có ở đây là 100% sRGB, 89% Adobe RGB, DCI-P3 thì đạt là 95% thay vì 98% như nhà sản xuất công bố. Độ sáng đạt 460 nit. Độ lệch sáng trên màn hình ở mức trung bình, ở chính giữa và bên phải này sẽ cao hơn một chút xíu. Và độ lệch màu sắc của chúng ta sẽ là Delta E1.62, là con số vô cùng tuyệt vời nếu như anh em đang mua màn hình này với công việc xử lý video, độ màu hay là làm ảnh. Độ lệch màu thấp và chỉ có màu xanh dương là lệch nhiều hơn chút. Tổng thể lại ở đây thì chúng ta sẽ có một em màn hình với thiết kế bên ngoài tinh tế đẹp mắt. Bên cạnh đấy là có độ dài rộng rất là thoải mái để anh em làm việc cũng như là xem phim hay chơi game. Và đặc biệt là cái độ chuẩn màu của em nó rất là cao, sẽ rất phù hợp cho anh em nào đang có nhu cầu tìm kiếm một em màn hình để về phục vụ cho công việc làm phim hay là edit ảnh của mình. Và cũng như mình vừa nói đó, thì cái gì càng rộng thì càng thích phải không anh em? Chơi game cũng như là xem phim trên em nó thì cực kỳ là sướng. Và đặc biệt thì hiện nay thì đang có một số game cũng hỗ trợ với màn hình 21:9 như là Liên Minh Huyền Thoại này, Dota 2 hay là CSGO. Nói chung là anh em cứ thử trải nghiệm đi. Nếu mà hiện tại chúng ta chưa có cái nhu cầu mua hay là kiểu chỉ cần muốn trải nghiệm em nó xem sướng như thế nào, thì hiện tại em màn hình này đang có tại tất cả các cơ sở của Hà Nội Computer. Các bạn có thể đến ngay một cơ sở gần nhà mình nhất để có thể trải nghiệm em nó nhé. Ngoài ra cũng như với mọi màn hình LG với phần mềm All-Screen Control khác, anh em sẽ dễ dàng chỉnh sửa chia cửa sổ màn hình theo ý thích với nhiều tùy chỉnh khác nhau, cho phép một máy tính có thể tinh chỉnh đồng thời nhiều màn hình của LG. Chưa hết, một điều tiện dụng tuyệt vời nữa mà All-Screen Control đem đến đó chính là anh em có thể điều chỉnh chế độ hình ảnh khác nhau cho từng ứng dụng mà anh em đang dùng. Và tất nhiên đi kèm với những cái tính năng xịn sò mà 34WK95CW này của chúng ta mang lại thì cái giá thành của em nó cũng không hề nhỏ. Hiện tại thì em này đang được bán tại Hà Nội Computer với giá là 24.499.000 đồng. Thực ra đây là một con số không hề nhỏ phải không các bạn? Nhưng mà với so sánh với những gì mà em nó mang lại cho chúng ta thì mình nghĩ nó là một mức giá hợp lý mà nhà sản xuất đã đưa ra. Và anh em thấy sao về chiếc màn hình này? Cũng như là có những cái điều gì mà cần chúng ta trao đổi sâu hơn nữa thì có thể comment xuống phía bên dưới để cho mình cũng như là mọi người được biết với nhé. Còn bây giờ thì anh em cũng đừng quên like, share và subscribe kênh, cũng như là bật quả chuông thông báo để có thể nhận được thông tin về những video tiếp theo của chúng mình trong thời gian tới. Còn bây giờ thì Nami xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.